Thưa quý vị, tiếp đại sứ Cộng hòa Pháp trước khi đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả để tận dụng các cơ hội to lớn của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA. Đề nghị Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, EVIPA, nhằm tối ưu hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư. Thủ tướng khẳng định trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của mình, Việt Nam luôn coi Pháp là một trong những đối tác ưu tiên. Thủ tướng đề nghị tiếp tục thúc đẩy các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, triển khai đầy đủ, hiệu quả để tận dụng các cơ hội lớn của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU nhằm tối ưu hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư. Thủ tướng cũng cho biết đã chỉ đạo quyết liệt xử lý các vấn đề vướng mắc để đưa đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đi vào hoạt động. Thủ tướng đề nghị Pháp tiếp tục quan tâm cam kết vốn ODA, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ Việt Nam và hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo, nhân lực, bảo tồn, trùng tu và phát huy các di sản kiến trúc tại Việt Nam và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định và phát triển cuộc sống, thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh, đóng góp vào nền kinh tế sở tại là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng tin tưởng rằng, dù trên bất cứ cương vị nào, đại sứ sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam và là cầu nối thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam và Pháp. Đại sứ Nicolas Vanneri khẳng định lãnh đạo cấp cao của Pháp muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam, đánh giá Việt Nam có vai trò quan trọng tại ASEAN và trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Pháp. Ông cho rằng Việt Nam luôn nhất quán trong chính sách đối ngoại và hai bên có sự tin tưởng chính trị rất cao. Đại sứ cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, nhất là sự bền bỉ và khả năng chống chịu vượt qua thách thức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đại sứ cho biết sẽ báo cáo và trao đổi với các cơ quan chức năng của Pháp để tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực. Đánh giá cao nỗ lực và các giải pháp tổng thể của Việt Nam, gần đây nhất là việc ban hành quy hoạch điện 8. Đại sứ cho biết Pháp sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt là trong quá trình triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng. Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, các giải pháp tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương, tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu trên đề cao đoàn kết, hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Phía Pháp ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tiếp bà Jatin Pazuka Malai Haja Halima Malai Haji Yusof, tân đại sứ Brunei tại Việt Nam, Thủ tướng chúc mừng và khẳng định phía Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện và hỗ trợ đại sứ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, toàn diện và hiệu quả. Thủ tướng đề nghị trong nhiệm kỳ của mình, đại sứ tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Brunei, tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, thường xuyên rà soát, đôn đốc và triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hành động, triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027. Tập trung vào 4 lĩnh vực quan trọng gồm dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm halal, du lịch và giao lưu nhân dân. Thủ tướng đề nghị phía Brunei tạo thuận lợi nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, góp phần đưa quan hệ thương mại phát triển theo hướng cân bằng và đa dạng hơn, hỗ trợ Việt Nam trong sản xuất và cấp giấy chứng nhận các sản phẩm halal, cũng như tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa halal toàn cầu, Việt Nam cung cấp nguyên liệu, Brunei sản xuất, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác với doanh nghiệp Brunei, nhất là các dự án dầu khí tiềm năng. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, đánh giá cao và đề nghị Trường Đại học Quốc gia Brunei tiếp tục thúc đẩy chương trình giảng dạy tiếng Việt, chương trình liên kết với các đối tác Việt Nam. Đề nghị phía Brunei tiếp tục cấp học bổng và triển khai hiệu quả các khóa trao đổi sinh viên ngắn hạn như chương trình khám phá toàn cầu, chương trình năm khám phá. Đại sứ Brunei cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ của phía Việt Nam với các dự án hợp tác của Brunei. Bà khẳng định Brunei coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Brunei của Thủ tướng Chính phủ, tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong chuyến thăm và làm việc tại Thụy Sĩ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Hy Lạp
từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 7. Đoàn đã có các cuộc hội kiến và làm việc với Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ mới cầm quyền, Bộ trưởng Lao động Hy Lạp Adonis Georgiadis, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitris Kosompas, Tổng Thư ký Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hy Lạp Panos Alexandris, Phó Chánh án Tòa Kiểm toán Tối cao Hy Lạp Vlachaki Maria và Thị trưởng thành phố Santorini Antonis Sigalas. Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực, trao đổi thương mại hai chiều tăng đáng kể trong thời gian qua, đồng thời đánh giá hai bên còn nhiều dư địa và tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Đồng chí Phan Đình Trạc cũng chia sẻ thông tin về tình hình và những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau gần 40 năm đổi mới, về một số kết quả của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam trong thời gian qua. Hai bên đã trao đổi sâu về những kinh nghiệm, chủ trương, chính sách, biện pháp trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan liên quan của hai bên trong lĩnh vực này, đồng thời cũng trao đổi về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, chia sẻ lập trường nguyên tắc về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét biểu quyết và thông qua một số nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham dự phiên làm việc có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Với 82 trên 83 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Diện tích tối thiểu đối với khu vực ngoại thành là 8m², đối với khu vực nội thành là 15m². Việc ban hành nghị quyết nhằm bảo đảm theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 để phù hợp với đô thị đặc biệt như Hà Nội trước áp lực gia tăng dân số cơ học. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thông qua một số nghị quyết quan trọng khác về quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Chương trình giám sát năm 2024, đồng thời kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, sau 3 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị. Đại tướng Lương Cường đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác đảng, công tác chính trị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các cơ quan đơn vị. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023, Đại tướng yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, quy định hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các cơ quan đơn vị trong toàn quân nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, chủ động thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận và công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh, triển khai thực hiện đề án kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, các đơn vị rà soát chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt cần được đẩy mạnh song song với việc thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, duy trì nghiêm nền nếp, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao chất lượng, giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, thông tin đối ngoại, bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ, sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.
Thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 năm 2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào sáng nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng việc hoàn thiện thể chế pháp luật là cơ sở quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội làm tốt hơn nữa công tác giám sát phản biện xã hội. Thời gian qua, hoạt động giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tổ chức, các tầng lớp nhân dân quan tâm. Điều đó thể hiện qua công tác chỉ đạo theo dõi các nội dung giám sát phản biện xã hội mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội triển khai, đặc biệt báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân và báo cáo giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước Quốc hội được nhân dân cả nước ghi nhận và đánh giá cao. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh giám sát phản biện xã hội đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức thành viên là một phương thức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là kênh thông tin quan trọng để góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, dám nói, dám làm, nói đúng, làm đúng vì lợi ích chung của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân. Thấy sai mà không dám nói thì cũng là tự diễn biến, tự chuyển hóa, là biểu hiện tiêu cực. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng trong thời gian tới, việc triển khai công tác giám sát phản biện xã hội có tính hệ thống, có chuyên đề toàn quốc như giám sát tối cao của Quốc hội trên cơ sở tổng hợp ở phạm vi toàn quốc, tiếng nói của mặt trận mới giúp cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ có cái nhìn tổng quát và đạt được yêu cầu hoạt động giám sát phản biện có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng, thực chất, không hình thức. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hậu cần toàn quân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo không chỉ là với tinh thần chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, 6 tháng đầu năm, ngành hậu cần quân đội đã bám sát nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Công tác hậu cần luôn triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất. Đời sống bộ đội cũng được giữ vững, công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Công tác điều chỉnh tổ chức lực lượng, biên chế, chuyển đổi số công tác hậu cần bước đầu đạt kết quả tích cực. Công tác hậu cần của toàn quân 6 tháng đầu năm 2023 chỉ ra những hạn chế tồn tại của các cơ quan đơn vị toàn ngành hậu cần, tập trung khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới. Xác định nhiệm vụ công tác hậu cần 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo rất nặng nề, ngành hậu cần tiếp tục quán triệt, bám sát các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác hậu cần, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất. Trong đó tập trung ưu tiên bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm, phòng chống dịch bệnh, chủ động chuẩn bị tốt hậu cần cho các sự kiện quan trọng, lễ kỷ niệm lớn trong năm 2024. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức mở cửa đón khách tham quan thử nghiệm nhân dịp tưởng niệm 56 năm ngày mất của Đại tướng, ngày 6 tháng 7 năm 1967, 6 tháng 7 năm 2023. Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được gia đình xây dựng tại địa chỉ số 81 đường Tân Nhuệ, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thiết kế kiến trúc của bảo tàng gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, được lấy theo nguyên mẫu ngôi nhà số 34 Lý Nam Đế, Hà Nội, nơi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình đã ở trong giai đoạn từ năm 1958 đến năm 1986. Bảo tàng lưu giữ và trưng bày hơn 670 bức ảnh, hiện vật và tài liệu cùng 23 pho tượng đồng gắn với những dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Để bảo tàng thu hút du khách, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo tàng đã không chỉ xây dựng, bài trí khoa học các hiện vật mà còn ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến để phục vụ khách tham quan. Đã làm cái thuyết minh tự động. Khách đến tham quan chỉ việc đưa điện thoại ra, quét vào mã QR code là có thể nghe được những cái lời giới thiệu, thuyết minh về hình ảnh, về tài liệu, hiện vật. Cái thứ hai là sử dụng các cái công nghệ để mà trình chiếu, phục vụ cho những người khách tham quan, người ta có nhu cầu nghiên cứu về từng lĩnh vực nó sâu hơn. Bằng sự đầu tư bài bản, bảo tàng đã tái hiện sinh động về cuộc đời của vị đại tướng lỗi lạc. Những tài liệu, hình ảnh, hiện vật đã tác động mạnh mẽ đến người xem.
qua đó giúp công chúng không chỉ có cái nhìn toàn diện về một danh tướng, mà còn hiểu hơn về lịch sử của dân tộc. Với bảo tàng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và do gia đình tự làm lên, xây dựng lên, thì đã thể hiện được rất rõ ba vấn đề lớn: đức, trí và dũng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, và ai cũng cảm thấy xúc động. Bảo tàng mở cửa đón khách tham quan thử nghiệm từ nay đến tháng 12 năm 2023. Trong thời gian này, bảo tàng sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước và khách tham quan để hoàn thiện nội dung trưng bày trước khi tổ chức khánh thành vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng.